Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một chủ đề sâu sắc và đầy ý nghĩa trong hành trình chữa lành tâm hồn và thức tỉnh tâm linh, ngừng bám víu vào những thứ phù du bởi đó là nơi mọi khổ đau của bạn bắt nguồn. Trước khi đi sâu vào những phân tích và chia sẻ, tôi xin phép được kể cho quý vị nghe một câu chuyện cổ xưa, một câu chuyện đã truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ về sức mạnh của sự buông bỏ, câu chuyện người nông dân và con lừa. Ngày xưa, tại một vùng quê Thanh Bình, có một người nông dân chất phác sống cùng con lừa già đã gắn bó với ông qua bao năm tháng. Con lừa là người bạn đồng hành trung thành, cùng ông vượt qua bao mùa màng, bao thăng trầm của cuộc sống. Nhưng rồi, một ngày nọ, tai họa ập đến. Trong lúc đi làm đồng, con lừa không may sẩy chân rơi xuống một cái giếng sâu hun hút. Người nông dân đau lòng không xiết. Ông tìm mọi cách để cứu con lừa, nhưng cái giếng quá sâu, sức ông lại có hạn. Tuyệt vọng và bất lực, ông đành ngậm ngùi chấp nhận sự thật phũ phàng, cái giếng đã cũ, không còn sử dụng được nữa, và con lừa thì đã già yếu. Ông quyết định lấp giếng lại, xem như một cách tiễn biệt người bạn trung thành. Thế rồi, điều kỳ diệu đã xảy ra. Khi người nông dân bắt đầu xúc từng xẻng đất đổ xuống giếng, con lừa dường như hiểu được tình thế của mình. Nó không còn kêu la thảm thiết nữa, mà im lặng một cách lạ thường. Người nông dân ngạc nhiên nhìn xuống giếng và không thể tin vào mắt mình. Mỗi khi một xẻng đất rơi xuống, con lừa lại khéo léo rũ sạch đất khỏi lưng, rồi bước lên trên chính đống đất đó. Cứ như vậy, từng chút một, con lừa kiên cường tiến lên, vượt qua từng lớp đất dày, cho đến khi nó tự mình bước ra khỏi cái giếng sâu tưởng chừng như không lối thoát. Bài học từ sự buông bỏ, câu chuyện giản dị mà sâu sắc này mang đến cho chúng ta một bài học vô giá về sức mạnh của sự buông bỏ. Con lừa, thay vì tuyệt vọng và chấp nhận số phận, đã chọn cách đối mặt với nghịch cảnh bằng sự bình tĩnh và trí tuệ. Nó không bám víu vào nỗi sợ hãi, không oán trách số phận, mà tập trung vào hiện tại, tìm cách vượt qua từng khó khăn một. Trong cuộc sống, chúng ta cũng giống như con lừa, đôi khi rơi vào những hoàn cảnh khó khăn, những mất mát, đau thương. Nếu chúng ta cứ mãi bám víu vào những điều đã qua, vào những nỗi đau, những tổn thương, chúng ta sẽ không thể nào thoát ra khỏi cái giếng của sự khổ đau. Chỉ khi chúng ta học cách buông bỏ, chấp nhận những gì đã xảy ra và tập trung vào hiện tại, chúng ta mới có thể tìm thấy lối thoát, tìm thấy ánh sáng của hy vọng và niềm tin. Cuộc sống là một hành trình vô thường, nơi mọi thứ đều đến và đi. Hiểu được chân lý này, ta có thể nhẹ nhàng buông bỏ những bám víu không cần thiết, mở ra cánh cửa tự do đích thực. Bám víu vào những điều phù du chỉ mang đến đau khổ và trống rỗng. Ngược lại, khi nhận ra mọi thứ chỉ là ảo ảnh, ta sẽ dễ dàng buông bỏ và để cuộc sống tự nhiên chảy trôi. Người giác ngộ ví tâm trí mình như một tấm gương trong suốt, không bám víu cũng không chối bỏ, chỉ đơn giản đón nhận mà không giữ lại. Họ không nuối tiếc quá khứ hay lo sợ tương lai, chỉ an nhiên sống trong hiện tại. Buông bỏ là không còn khao khát chiếm hữu hay đạt được bất cứ điều gì, ngoài sự hiểu biết về bản ngã đích thực của mình. Tự do là buông bỏ. Con người thường không muốn buông bỏ, không nhận ra rằng giới hạn là cái giá phải trả cho sự vô hạn. Rèn luyện đạo đức là quá trình loại bỏ thói xấu và vun đắp đức tính tốt. Bản ngã, sản phẩm của sự đồng nhất với cơ thể, là nguồn gốc của mọi thói xấu như tham lam và sân hận, cản trở hạnh phúc cả về vật chất lẫn tinh thần. Để vượt qua, ta cần nhận thức rõ những thiếu sót của mình, phân biệt điều cần thiết và không cần thiết, từ đó từ bỏ những điều không cần thiết để đạt được điều cần thiết. Hãy sống chân thành và trung thực trong mọi hành động, lời nói và công việc. Đừng bao giờ thất hứa, và hãy để hành động đi đôi với lời nói. Lòng bao dung, trắc ẩn và hòa bình trong cách ứng xử của bạn sẽ lan tỏa và truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh. Hãy dành thời gian nhìn lại cuộc sống của mình. Có những thứ bạn đang nắm giữ không thực sự mang lại giá trị mà chỉ trói buộc bạn. Hãy tập nhận ra và trân trọng sự tự do của mình. Bạn đang bám víu vào điều gì? Có điều gì khiến bạn đau khổ không? Khi một ý nghĩ gây ra đau khổ, hãy học cách buông bỏ nó. Hãy nhìn sâu vào bản chất của ý nghĩ đó, khám phá nguồn gốc của nó. Ý nghĩ sinh ra từ cảm xúc, tình cảm và kinh nghiệm trong quá khứ, từ những điều bạn đã thấy và nghe. Với năng lượng của chánh niệm và sự tập trung, bạn có thể nhìn thấu và giải phóng bản thân khỏi những ý nghĩ, cảm xúc, tình cảm và ham muốn không cần thiết. Chánh niệm và sự tập trung khai mở trí tuệ, giúp ta giải phóng tâm trí khỏi những ràng buộc. Học cách nói không với những điều gây khó chịu là chìa khóa cho sức khỏe toàn diện. Buông bỏ không phải lúc nào cũng dễ dàng,
nhưng nó thường diễn ra một cách tự nhiên, như một tiếng nói thầm lặng bên trong. Hãy lắng nghe trực giác của bạn và mạnh dạn từ bỏ những thói quen độc hại, những điều khiến bạn xa rời hạnh phúc và sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần. Đó chính là nghệ thuật của sự buông bỏ. Hạnh phúc đích thực chỉ có thể nảy nở trên nền tảng của tự do. Khi bạn tự do, bạn sẽ tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng nếu bạn là nô lệ, dù chỉ là nô lệ của một ý nghĩ, hạnh phúc sẽ trở nên xa vời. Vì vậy, hãy nuôi dưỡng sự tự do trong tâm hồn, bao gồm cả việc giải phóng bản thân khỏi những quan niệm và ý tưởng đã ăn sâu. Xung đột và đau khổ thường bắt nguồn từ việc ta không sẵn lòng buông bỏ những quan niệm cố hữu. Hãy học cách tách mình ra khỏi những ý tưởng đó để mở ra không gian cho sự thấu hiểu và chấp nhận. Tự do đến từ sự buông bỏ. Dù không dễ dàng, hãy cố gắng tách mình ra khỏi những ý tưởng đã hình thành trong tâm trí. Buông bỏ mang đến tự do, và tự do là điều kiện tiên quyết để hạnh phúc. Khi tâm hồn ta còn vướng mắc vào bất cứ điều gì, dù là tức giận, lo lắng hay vật chất, ta không thể thực sự tự do. Tự do là vô giá, đừng đánh đổi nó lấy bất cứ điều gì, bởi không có tự do thì hạnh phúc cũng không thể tồn tại. Hạnh phúc chỉ có thể đạt được thông qua sự buông bỏ, bao gồm cả việc buông bỏ những quan niệm của chính ta về hạnh phúc. Thực tế, những quan niệm đó có thể là rào cản ngăn ta đến với hạnh phúc đích thực. Bạn có thể tin rằng một số điều kiện nhất định là cần thiết cho hạnh phúc của mình, nhưng khi nhìn sâu hơn, bạn sẽ nhận ra rằng chính những quan niệm đó mới là thứ kìm hãm bạn và gây ra đau khổ. Có lẽ bạn đang bị giam cầm bởi chính định nghĩa của mình về hạnh phúc. Có vô vàn con đường dẫn đến hạnh phúc, nhưng bạn chỉ chấp nhận một con đường duy nhất. Bạn đã không khám phá những con đường khác vì tin rằng con đường của mình là duy nhất đúng đắn. Bạn đã dồn hết tâm sức vào con đường này, và kết quả là những con đường khác, hàng ngàn con đường khác, vẫn đóng chặt trước mắt bạn. Để tâm hồn rộng mở đón nhận mọi điều cuộc sống mang đến, ta cần sẵn sàng buông bỏ những ý kiến và quan điểm cố hữu. Hãy gạt bỏ mọi khái niệm, mọi định kiến, để sự thật có cơ hội tự bộc lộ và chạm đến trái tim ta. Học cách buông bỏ là một hành trình quan trọng, và khi ta thành thạo, nó sẽ trở thành một lối sống tự nhiên, dẫn dắt ta đến sự an yên và giải thoát. Khi đủ mạnh mẽ và kiên định, ta sẽ vượt qua những phiền não và đau khổ, tìm thấy sự bình yên đích thực. Chân lý về sự vô thường là phổ quát và vượt thời gian, không phân biệt nguồn gốc hay tín ngưỡng. Bất kỳ ai cũng có thể chiêm nghiệm và trải nghiệm sự tự do tuyệt vời cùng niềm vui vô điều kiện mà nó mang lại. Thật là một sự giải thoát diệu kỳ khi ta thấu hiểu và chấp nhận sự thật của vô thường. Khi suy ngẫm sâu sắc, ta sẽ nhận ra rằng sự thay đổi có hai mặt. Một mặt là nỗi đau mất mát không thể tránh khỏi, mặt mà ta thường chống lại. Nhưng mặt còn lại là sự tự do và trưởng thành, mặt mà ta thường bỏ qua hoặc lãng quên. Ta khao khát sự an toàn, ổn định và vĩnh cửu, nhưng cuộc sống luôn biến đổi không ngừng. Không có gì tồn tại mãi mãi, mọi thứ rồi sẽ phai tàn và thay đổi. Ta không thể dựa dẫm vào bất cứ điều gì, kể cả vật chất, mối quan hệ hay thậm chí là cơ thể và tâm trí của chính mình. Sâu thẳm trong tâm hồn, ta biết rõ điều này, và đó là lý do tại sao ta luôn cảm thấy bất an. Ta không thích những điều bất ngờ, ta muốn kiểm soát mọi thứ để cuộc sống diễn ra theo ý mình. Nhưng sự thật là ta không thể kiểm soát hoàn toàn mọi thứ. Sự an toàn tuyệt đối không tồn tại, nó chỉ là một ảo ảnh. Khao khát an toàn thực chất là khao khát sự vĩnh cửu, một điều không thể đạt được. Nguồn gốc của khao khát này nằm sâu trong bản năng sinh tồn của con người, đã được hun đúc qua hàng triệu năm tiến hóa. Tuy nhiên, khi ta nhận ra và chấp nhận sự vô thường của cuộc sống, ta sẽ tìm thấy sự bình yên và tự do đích thực. Ta sẽ không còn sợ hãi sự thay đổi, mà sẽ đón nhận nó như một phần tất yếu của cuộc sống. Ta sẽ trân trọng từng khoảnh khắc hiện tại, bởi ta biết rằng không có gì là mãi mãi. Và khi ta buông bỏ được những bám víu không cần thiết, ta sẽ khám phá ra một thế giới rộng lớn và đầy màu sắc, nơi ta có thể sống một cuộc đời ý nghĩa và trọn vẹn. Khi ta tĩnh tâm quan sát bản chất của chính mình, từ cơ thể, tâm trí đến cảm xúc, ta sẽ khám phá ra chân lý về sự vô thường. Không có gì là chắc chắn, không có gì là vĩnh cửu, chỉ có dòng chảy bất tận của sự thay đổi. Chân lý này thấm đẫm mọi ngóc ngách của vũ trụ, không một điều gì có thể tồn tại mãi mãi, kể cả chính cơ thể ta. Khi ta thực sự thấu hiểu điều này, không chỉ bằng lý trí mà còn bằng trái tim và từng tế bào trong cơ thể, ta sẽ nhận ra rằng mọi thứ đều là phù du, mọi thứ đều có điều kiện và vô thường.
không có bất cứ điều gì ta có thể bám víu mãi mãi, dù ta có yêu quý hay trân trọng nó đến đâu. Sự giác ngộ này sẽ giúp ta giải phóng bản thân khỏi gánh nặng của nỗi sợ hãi, tham vọng và lòng tham. Những hình thái vô thường và thoáng qua của cuộc sống, thông qua sự biến mất không thể tránh khỏi của chúng, mời gọi ta đến với sự tự do và bao la. Khi ta nhận ra rằng hình thức chỉ là hư không, ta sẽ tìm thấy sự siêu việt ngay trong cõi hình tướng. Ta có thể đạt được sự tự do và giác ngộ ngay trong những biểu hiện vô thường của cuộc sống, trong sự tồn tại ngắn ngủi của chính mình. Khi đó, ta có thể an nhiên nghỉ ngơi, thư giãn trong sự rộng lớn của tâm trí tự nhiên. Sự an lạc nội tâm này chính là nền tảng thiêng liêng, nơi ta tìm thấy ánh sáng của sự giác ngộ. Khi bạn có thể thả lỏng và an trú trong trạng thái tự nhiên của tâm trí, bạn sẽ kết nối được với trái tim nguyên sơ, thuần khiết của chính mình. Và khi đó, bạn có thể buông bỏ một cách dễ dàng, bởi vì toàn bộ con người bạn đều khao khát điều đó. Đây chính là ý nghĩa thực sự của việc mở lòng, khi ta không còn sợ hãi mất mát bất cứ điều gì. Đó là một sự đầu hàng hoàn toàn, không còn gì để níu giữ, mỗi lần sinh ra đều kết thúc bằng cái chết. Mọi sự sáng tạo đều kết thúc bằng sự tan rã. Mọi sự tích lũy đều kết thúc bằng sự phân tán. Mọi thứ dường như có thật đều chỉ là thoáng qua. Hãy nhìn thẳng vào những sự thật này và uống liều thuốc can đảm để vượt qua nỗi sợ hãi. Suy ngẫm về vô thường không phải để khiến ta buồn bã, nhưng nếu không có nỗi buồn khi nhận ra rằng không có gì tồn tại mãi mãi, ta sẽ không bao giờ đạt được bất cứ điều gì. Khi ta thấu hiểu bản chất vô thường của vạn vật, một nỗi buồn sâu sắc sẽ nảy sinh trong ta. Tuy nhiên, nỗi buồn này không phải là điểm dừng cuối cùng, nó có một tác dụng tuyệt vời, dẫn dắt ta đến sự buông bỏ và giải thoát. Hiểu về vô thường không phải là một phép màu, nhưng nó có khả năng biến đổi sâu sắc cách ta trải nghiệm thế giới. Nó mở ra những cánh cửa mới, cho phép ta thực hiện những điều trước đây tưởng chừng không thể. Ta bắt đầu nhìn nhận thế giới và bản thân từ một góc nhìn hoàn toàn khác biệt, và sự thay đổi này sẽ giúp ta khám phá ra những phẩm chất tuyệt vời tiềm ẩn bên trong mình. Chìa khóa nằm ở việc thấu hiểu rằng mọi thứ đều vô thường và không có gì là thực sự tồn tại mãi mãi. Để tiến bộ trên con đường tâm linh, hãy luôn ghi nhớ rằng mọi hiện tượng đều mang tính chất phù du. Cuộc sống giống như một dòng sông cuồn cuộn, không ngừng chảy trôi. Mỗi giây trôi qua, nước lại đổ xuống, không gì có thể níu giữ lại, dù chỉ trong một khoảnh khắc. Cuộc sống của chúng ta cũng vậy, mỗi giây trôi qua, nó lại ngắn đi một chút, như một mũi tên lao vung vút về đích. Không có gì tồn tại mãi mãi, tất cả rồi sẽ tan biến. Khi ta thực sự hiểu được bản chất vô thường của thế giới, một nỗi buồn sâu lắng có thể tràn ngập tâm hồn, nhưng đừng vội nản lòng, bởi đó chính là bước đệm để ta tiến đến sự buông bỏ. Từng chút một, ta học cách từ bỏ những thứ mà ta từng mù quáng theo đuổi, những thứ trói buộc và kiểm soát ta. Ta rèn luyện khả năng phân biệt, nhận ra đâu là điều thực sự quan trọng, đâu là điều phù phiếm. Sự buông bỏ đến một cách tự nhiên khi ta đã thấu hiểu rằng sớm muộn gì ta cũng sẽ phải từ bỏ tất cả. Vì vậy, tại sao không bắt đầu giảm bớt sự bám víu ngay từ bây giờ? Nếu không nhận thức được sự vô thường, ta sẽ mãi mãi bị cuốn vào vòng xoáy của sự bám víu, và cuối cùng, điều này chỉ mang đến đau khổ và trống rỗng. Ngược lại, khi ta hiểu rằng mọi thứ đều không tồn tại mãi mãi và chỉ là ảo ảnh, việc buông bỏ sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Nó sẽ diễn ra một cách tự nhiên, không cần cố gắng hay gượng ép. Chỉ cần thường xuyên quán chiếu về vô thường, ta sẽ nhận ra rằng mọi lạc thú và xa hoa trên thế gian này đều không bền vững, chúng chỉ là những thứ phù phiếm và trống rỗng. Sự bám víu sẽ dần tan biến, nhường chỗ cho cảm giác giải thoát và giác ngộ. Khi đó, ta có thể tự tin bước đi trên con đường tâm linh mà không còn ngoái đầu lại. Khi bạn suy ngẫm về vô thường một cách chân thành và sâu sắc, đến mức nó chạm đến trái tim bạn, bạn sẽ không còn muốn lãng phí thời gian vào những điều vô bổ nữa. Khi ta ngừng theo đuổi những mục tiêu phù phiếm và đau khổ, ta sẽ có thêm sức mạnh và quyết tâm để dấn thân vào con đường tâm linh. Hãy quán chiếu về vô thường trong chính trải nghiệm của bạn. Nếu ta muốn đạt được sự tự do và giác ngộ, thì việc tiếp cận vô thường, đau khổ, tình yêu thương, lòng từ bi hay bản chất của tâm trí như những khái niệm trừu tượng là không đủ. Chỉ có trải nghiệm trực tiếp mới giúp ta thực sự thấu hiểu những điều này. Mọi hiện tượng đều được tạo thành từ nhiều yếu tố, và vì vậy, chúng đều phải chịu sự chi phối của vô thường. Tất cả những gì được lắp ghép rồi sẽ sụp đổ, sự tan rã là điều không thể tránh khỏi. Khi bạn hiểu rằng mọi thứ đều vô thường,
bạn sẽ sẵn sàng chấp nhận sự mất mát. Bởi vì mọi thứ đều vô thường, mất mát là điều tất yếu. Nếu ta biết rằng mọi thứ đều vô thường, ta sẽ không còn bám víu, không còn suy nghĩ theo kiểu sở hữu hay thiếu thốn, và nhờ đó, ta sẽ sống một cuộc sống trọn vẹn hơn. Thường thì ta chỉ trân trọng một nửa của chu kỳ vô thường. Ta có thể chấp nhận sinh nhưng không chấp nhận tử, được nhưng không mất, hay kết thúc một kỳ thi nhưng không phải là bắt đầu một kỳ thi mới. Tự do thực sự đến từ việc nhìn nhận toàn bộ chu kỳ và không bám víu vào những điều mang lại cảm giác dễ chịu nhất thời. Giàu sang, sức khỏe, bình yên hay danh vọng, tất cả đều mong manh như những điều đối nghịch của chúng. Khi ta nhận thức được sự thay đổi và vô thường của mọi thứ, cả tích cực lẫn tiêu cực, ta có thể biến chúng thành lợi thế cho mình. Có những thay đổi dễ chấp nhận, như thời tiết thất thường, nhưng cũng có những sự thật hiển nhiên mà ta lại cố tình lảng tránh. Cơ thể ta lão hóa mỗi ngày, đó là điều không thể chối cãi, nhưng ta thường không muốn đối diện với nó. Trong cuộc sống hàng ngày, ta cố gắng bảo vệ bản thân và người khác khỏi sự thật phũ phàng này. Ta làm ngơ trước những dấu hiệu của sự suy tàn, tự huyễn hoặc mình bằng những lời khẳng định tích cực. Ta thổi nến mừng sinh nhật mà quên mất rằng mỗi ngọn nến vụt tắt là một lời nhắc nhở về sự hữu hạn của cuộc đời. Ta đón năm mới với pháo hoa và rượu champagne, cố xua tan nỗi lo về năm cũ đã qua và năm mới đầy bất trắc. Thực tế, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Tất cả những gì có điều kiện đều vô thường. Khi ta thấu hiểu điều này bằng trí tuệ, ta sẽ thoát khỏi đau khổ. Cơ thể này rồi sẽ chết, cảm xúc chỉ là những cơn sóng trào dâng rồi lại tan biến, không đáng tin cậy. Mọi hiện tượng đều không có bản chất cố định, tất cả những gì ta thấy chỉ là hình chiếu của tâm trí, không phải là sự thật tuyệt đối. Gió thổi tự do, ta nghe thấy âm thanh của nó nhưng không biết nó từ đâu đến hay đi đâu về. Cuộc sống cũng vậy, mọi thứ luôn vận động và thay đổi không ngừng. Ta không thể giữ lại một khoảnh khắc nào, không thể gọi lại quá khứ hay níu giữ một cảm giác thoáng qua. Nếu cố làm vậy, ta chỉ có thể nắm giữ những ký ức đã phai mờ, còn thực tại thì đã biến mất, không để lại chút thỏa mãn nào. Hãy chấp nhận sự thay đổi, những thứ càng cố tồn tại vĩnh viễn thì càng trở nên vô tri vô giác. Con người ta thường bám víu vào mọi thứ với hy vọng hão huyền rằng chúng sẽ mãi mãi đứng yên và hoàn hảo. Nhưng sự thật là không có gì đứng yên, mọi thứ đều thay đổi. Khi ta nhận ra và chấp nhận sự thật này, ta sẽ hòa mình vào nhịp điệu của cuộc sống, không còn chống lại sự thay đổi nữa. Khoảnh khắc ta hiểu rằng cuộc sống không thể bị nắm giữ, ta sẽ buông bỏ nó, và trong khoảnh khắc ấy, ta đạt được sự tự do về tinh thần. Ta hiểu rằng cố gắng giữ chặt cuộc sống chỉ mang lại đau khổ, giống như cố nhốt gió vào trong hộp, hãy nhìn nhận thế giới như một dòng chảy không ngừng biến đổi. Mọi thứ luôn luôn mới mẻ, không có gì đứng yên, kể cả cuộc sống của chính ta. Tuy nhiên, ta lại thường bám víu một cách tuyệt vọng vào những thứ phù du, dù là mối quan hệ, tài sản hay thậm chí là danh tính của chính mình. Hãy nhớ rằng, bạn không phải là người bạn của 5 phút trước. Người giác ngộ sử dụng tâm trí mình như một tấm gương trong suốt, không bám víu cũng không chối bỏ, chỉ đơn giản đón nhận mà không giữ lại. Buông bỏ là không còn nuối tiếc quá khứ hay lo sợ tương lai, đó là để cuộc sống tự nhiên chảy trôi, không cố níu kéo những điều dễ chịu hay xua đuổi những điều khó chịu. Buông bỏ là một hành trình nuôi dưỡng sự chấp nhận sâu sắc đối với bản chất luôn thay đổi của cuộc sống. Đó là sống trọn vẹn từng khoảnh khắc hiện tại, trân trọng mọi trải nghiệm đến và đi trên hành trình của mình mà không cố gắng nắm giữ hay kiểm soát chúng. Bản chất thực sự của buông bỏ nằm ở việc thấu hiểu tính vô thường của vạn vật, cơ thể, suy nghĩ, cảm xúc của ta và cả thế giới xung quanh ta. Mọi thứ đều vận động không ngừng, và càng chống lại sự thật này, ta càng chìm sâu trong đau khổ. Nhưng khi ta mở lòng đón nhận vô thường, ta sẽ khám phá ra một trạng thái bình yên sâu thẳm. Ta bắt đầu nhìn thấy vẻ đẹp tráng lệ của cuộc sống, được dệt nên từ những sợi chỉ đan xen của niềm vui và nỗi buồn, tình yêu và mất mát. Nếu ta chống lại sự thay đổi, ta sẽ chỉ nhận lại thất vọng và đau khổ. Nhưng khi ta hiểu và chấp nhận sự thay đổi, không bám víu và để mọi thứ tự nhiên trôi đi, cuộc sống sẽ trở nên tươi đẹp và tích cực hơn. Hãy tưởng tượng lòng tốt khi ta thả một chú chim ra khỏi lồng, khi nó bay lên bầu trời bao la, dang rộng đôi cánh tự do, nó nhắc nhở ta về vẻ đẹp của sự giải phóng. Tương tự như vậy, khi ta nới lỏng sự kiểm soát đối với cuộc sống, cho phép bản thân hòa mình vào dòng chảy của sự tồn tại, chấp nhận những điều không chắc chắn và lướt qua những con sóng thay đổi, ta sẽ tìm thấy bình yên đích thực.
bình yên này chính là trái ngọt của sự buông bỏ. Một sự buông bỏ được sinh ra từ trí tuệ, mà trí tuệ lại được nuôi dưỡng từ sự quán chiếu về vô thường. Khi ta nhìn vào hiện tại, ta thấy một dòng chảy không ngừng của sự sinh diệt, mọi thứ xuất hiện rồi lại biến mất. Bằng cách thực hành chánh niệm, ta có thể thấy rõ điều này trong tâm trí mình mọi lúc. Các hiện tượng nảy sinh rồi tan biến, tiếp nối bởi những biểu hiện và cảm xúc mới. Nếu ta bám víu vào những gì xuất hiện, đau khổ sẽ nảy sinh ngay lập tức. Nhưng nếu không có sự bám víu, đau khổ cũng không thể tồn tại. Mọi hiện tượng đều vô thường và không chắc chắn, ta không thể dựa dẫm vào chúng. Hãy nhìn sâu hơn một chút. Nếu ta không nhận thức được sự vô thường, mọi thứ ta có sẽ trở thành nguồn gốc của đau khổ khi ta mất đi chúng. Nhưng nếu ta hiểu về vô thường, ta có thể tận hưởng mọi thứ mà không bị chúng trói buộc. Khi ta có cái nhìn trưởng thành về cuộc sống, ta sẽ tìm thấy bình yên nội tâm. Nhận ra rằng không có gì là chắc chắn, ta sẽ không còn bám víu vào bất cứ điều gì, dù là sự khan hiếm hay sung túc. Ta sẽ tập trung toàn bộ sự chú ý vào hiện tại, chấp nhận mọi tình huống xảy đến. Khi ta cảm thấy hạnh phúc, ta biết rằng nó không bền vững. Khi ta cảm thấy đau khổ, ta cũng biết rằng nó sẽ qua đi. Ta có thể nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu đi đâu đó, nhưng rồi nhận ra rằng điều đó cũng không chắc chắn. Ta có thể nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu ở lại, nhưng rồi cũng nhận ra rằng điều đó cũng không chắc chắn. Ta thấy rằng mọi thứ, hoàn toàn mọi thứ, đều không chắc chắn. Và từ đó, ta tìm thấy bình yên. Ta có thể ở lại hoặc ra đi, đều không thành vấn đề. Bằng cách hiểu và chấp nhận tính vô thường của vạn vật, ta đạt được sự tự do đích thực. Buông bỏ không phải là sự thờ ơ hay vô cảm, mà là một cách sống trọn vẹn với sự tỉnh thức và lòng trắc ẩn, nhận ra sự ngắn ngủi của cuộc đời. Bình yên và hạnh phúc đích thực đến từ việc học cách buông bỏ, sống trong hiện tại và đón nhận dòng chảy bất tận của sự tồn tại. Đó chính là bản chất của sự buông bỏ và tự do tinh thần. Cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ của chúng tôi về nghệ thuật buông bỏ và hành trình tìm kiếm hạnh phúc đích thực. Hy vọng những thông tin và câu chuyện trong video này đã giúp bạn có thêm những góc nhìn mới và cảm hứng để thực hành buông bỏ trong cuộc sống hàng ngày. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy đừng ngần ngại nhấn nút thích để ủng hộ chúng tôi, chia sẻ video đến những người thân yêu của bạn để lan tỏa thông điệp tích cực này, và đăng ký kênh RBA, đọc sách mỗi ngày để không bỏ lỡ những nội dung giá trị tiếp theo. Đặc biệt, chúng tôi xin mời bạn tham gia hội viên của kênh để nhận được những nội dung độc quyền, và để hỗ trợ chúng tôi trên hành chia sẻ kiến thức mang lại những giá thiết thực cho cộng đồng. Hãy nhớ rằng, buông bỏ là một hành trình, không phải là mục đích đến. Hãy kiên nhẫn và từ bi với chính mình trên con đường này. Chúc bạn luôn tìm thấy bình yên và hạnh phúc đích thực trong mỗi khoảnh khắc của cuộc sống. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.